Ninja hay nhẫn giả không chỉ là những chiến binh bí ẩn trong lịch sử của đất nước mặt trời mọc, mà nó còn luôn là một biểu tượng văn hóa có tầm ảnh hưởng cực lớn. Tuy nhiên, bạn có biết rằng, để giữ được độ hot như vậy, cũng như được phổ biến rộng rãi như ngày hôm nay, hình tượng của những chiến binh ninja đã được truyền thông biến tấu đi rất nhiều. Đã bao giờ bạn tự hỏi, thế nào mới là một nhẫn giả đích thực? Và liệu cuộc hành trình của một nhẫn giả chân chính có vẻ vang như những gì phim ảnh thường khắc họa? Vậy nên trong video của ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình trả lời cho câu hỏi trên thông qua một chiến binh nhẫn giả mà được đại đa số các bạn rất yêu thích. Một người có biệt danh là hiệp sĩ trong tay có kiếm, lục quang đạn, thiên không nhẫn giả Shurikenzo. Trước khi đến với nhân vật chính, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một nhân vật quan trọng khác mà có tầm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc hành trình của thiên không nhẫn giả, hay đó chính là vị chủ nhân của anh ta. Tương truyền rằng trên khắp vũ trụ có tồn tại hai chiếc huy chương bóng tối bí ẩn nhưng lại chứa đựng những thứ sức mạnh vô song. Và một khi chúng được kết hợp lại với nhau thì một hố đen khổng lồ sẽ nuốt chửng toàn cõi nhân gian. Sự kiện này được gọi là sự khai sinh của vật đó. Vào thời kỳ Chiến Quốc, tức 500 năm về trước, một trong số chúng đã rơi xuống Nhật Bản và được một vị lãnh chúa phong ấn trong cơ thể của con gái mình. Người con gái ấy sau này được gọi với biệt danh là Ngự Tiền Đại Nhân. Mang trọng trách bảo vệ chiếc huy chương khỏi những thế lực xấu xa, Ngự Tiền đã thành lập nên Học viện Nhẫn Giả Hợp Nhất Không Gian. Song, phải đến tận 500 năm sau mới có một người nhẫn giả đầu tiên xứng đáng cũng như chấp nhận gia nhập trường phái này, đó chính là thiên không nhẫn giả Shurikenzo. Một điều mà chắc chắn nhiều bạn cũng đã biết, Shurikenzo là một chiến binh vô cùng đặc biệt trong lịch sử của dòng phim Super Sentai, bởi danh tính cũng như dung mạo thật sự của anh ta vẫn chưa từng được tiết lộ. Trong tất cả những lần xuất hiện của mình, chiến binh này chỉ được nhìn thấy trong bộ chiến phục hoặc là qua lớp ngụy trang của một thường dân bất kỳ. Vậy nên, thân thế thực sự của thiên không nhẫn giả vẫn còn là một bí ẩn cho tới nay. Dù vậy, sư phụ Mugensai đã sâu chuỗi những sự kiện trong quá khứ và đặt ra một giả thuyết về lai lịch của Shurikenzo. Đó là vào khoảng 10 năm trước, có một học viên tên là Kagura Asuka đã bất ngờ đào tẩu khỏi trường phái Thật Phong. Anh là một nhẫn giả xuất chúng của lớp không nhẫn, người có đủ khả năng để trở thành một chiến binh Shurikenzo nhưng rồi lại biến mất không một tung tích. Thế rồi người ta đã đồn rằng có lẽ anh ấy đang đi tìm thứ được gọi là con đường chính nghĩa của một nhẫn giả. Do nhận thấy con đường mình hằng tìm kiếm bao lâu nay chính là đi theo phụng sự cho sứ mệnh của vị Ngự Tiền Đại Nhân, người nhẫn giả năm ấy đã quyết định từ bỏ danh xưng và thân phận để khoác lên mình lớp vỏ bọc của một thiên không nhẫn giả cho tới mãi về sau. Và đó là về nguồn gốc của anh, giờ hãy cùng mình điểm đến những cuộc hành trình của chiến binh này nhé! Xuất hiện thoáng qua trong tập thứ 21 và có màn ra mắt chính thức trong tập thứ 22, Shurikenzo xuất hiện như một người đồng minh đắc lực nhưng đầy bí ẩn của liên minh Shurikenzo cùng Gorizo. Có thể nói, Shurikenzo là một chiến binh toàn diện, nắm giữ kỹ năng chiến đấu rất tốt và đặc biệt là sở hữu nhẫn thuật vượt trội hơn các chiến binh lúc bấy giờ. Không chỉ vậy, anh còn có lượng kiến thức chuyên sâu về các nền tảng công nghệ. Suốt một quãng thời gian dài kế tiếp, Shurikenzo đã luôn dõi theo cuộc hành trình của nhóm chiến đội, ra tay giải nguy cho họ không ít lần. Khi cần thiết, anh sẽ sử dụng kỹ năng cải trang thượng thừa của mình để giả dạng làm các thường dân, chứ nhất quyết không chịu tiết lộ ra danh tính hay chia sẻ về nhiệm vụ được giao. Để tạo lòng tin, Ngự Tiền Đại Nhân đã bí mật gọi điện cho sư phụ Mugensai và giải thích qua loa về nhiệm vụ chủ đạo của Shurikenzo, đó chính là thống nhất các trường phái nhẫn giả trên khắp vũ trụ. Dù các Shurikenzo rất biết ơn người đồng minh bí ẩn này, thế nhưng xen kẽ là những sự ngờ vực mà không thể tránh khỏi. Vấn đề bắt đầu nảy sinh kể từ tập thứ 34, đối mặt trước quân lực ngày càng mạnh của hội Jakanja, Shurikenzo mới bất chợt nhận ra nếu như mình chỉ âm thầm giúp đỡ cho các chiến binh thì sẽ chưa đủ, đã đến lúc anh phải đảm đương một vai trò mới, đó là trở thành người thầy huấn luyện và dẫn dắt họ, bắt đầu với việc sử dụng cây đàn Ninja Misen. Nhưng rồi, Yosuke cùng những người bạn của mình đã không chịu để một kẻ bí ẩn như Shurikenzo chỉ bảo. Rất may là sau đó, anh đã nghĩ ra một cách thuyết phục hơn, đó là giả dạng là một nhạc công chơi đàn Samisen, từ đó gián tiếp huấn luyện cho các người đồng môn trong việc sử dụng cây đàn kia và dẫn dắt cả nhóm đi tới thắng lợi sau cùng. Nhưng chỉ ít lâu sau, khi các Shurikenzo nhận ra sự thật đó, họ cũng ngay lập tức xí xóa mối ngờ vực và không ngần ngại trao cho Shurikenzo lòng tin tuyệt đối. Cũng kể từ khoảng thời gian này, thiên không nhẫn giả từ một người đồng minh giờ đã được xem như một thành viên chủ chốt của cả nhóm đội. Không lâu sau, với sự xuất hiện của tên thất giáo đầu Sandaru đã vén màn bí mật động trời của Shurikenzo. Thì ra, nhiệm vụ của anh ấy không phải là thống nhất các trường phái nhẫn giả, mà là cùng Ngự Tiền Đại Nhân ngăn chặn sự khai sinh của vật đó. Lúc này, một chiếc huy chương bóng tối còn lại đã được xuất hiện và nó đang bị phong ấn trong hòn đá được nắm giữ bởi Sandaru.
Thế rồi, hắn đã có một nước đi vô cùng cao tay, đó là tìm cách để phá giải phong ấn của huy trường nhờ vào việc khai thác cảm xúc phẫn nộ của các chiến binh. Điều này buộc Ngự Tiên Đại Nhân phải đưa ra một quyết định khó khăn, đó là mưu hại cả 5 người bọn họ trước khi quá trình phá giải đó được thành công. Dù được lệnh không được ra tay can thiệp, nhưng Shurikenzo nào đâu đành lòng. Cảm xúc đã dẫn anh ấy đến một hành động giải cứu cho nhóm chiến đội, mặc cho điều này đã làm trái lệnh của vị chủ nhân và đưa Jakanja đến gần hơn với chiến thắng. Đây chính là tình tiết mang tính bước ngoặt của cả cuộc chiến, bởi sau khi thất bại trong việc ngăn cản, không cho Sandaru chạm vào chiếc huy chương bóng tối, Ngự Tiên Đại Nhân đã buộc lòng phải ra mặt và công khai trở thành người cố vấn cho các chiến binh nhẫn giả. Thế nhưng, mọi chuyện về sau chỉ càng tệ đi. Sau một quãng thời gian ngắn ở bên dẫn dắt bọn họ, Ngự Tiên Đại Nhân mới dần thấu hiểu được các động cơ khi mà Shurikenzo lựa chọn bảo vệ cho những người bạn của mình. Để rồi chính bà cũng phải đưa ra một nước đi tương tự, đó là ra trận để giải nguy cho nhóm Harikenzo. Nào ngờ, đây chính là cái bẫy của Sandaru đã dây công răng ra, điều mà đã giúp hắn có thể dễ dàng lấy mạng của Ngự Tiên Đại Nhân và tước đoạt đi chiếc huy chương còn lại trên người bà. Đến lúc này, Shurikenzo mới nhận ra sai lầm tai hại mà chính mình đã gây nên, bởi anh chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của vị chủ nhân. Và đây cũng có thể là ngày tan của cả vũ trụ. Quá dằn vặt, thiên không nhẫn giả đã để sự phẫn nộ của mình bị chi phối. Anh lao đến Sandaru nhằm tiêu diệt hắn nhưng đã bị thất bại. Sau khi tung nhát chém chí mạng, Sandaru đã để lại một lời mỉa mai cay đắng cho anh rằng: "À, Ngự Tiên và cả thế giới này, người chẳng bảo vệ được cái gì cả." Giờ đây, nhiệm vụ của Shurikenzo có thể coi là đã thất bại toàn tập. Song, anh cũng đã phải ngã xuống trong vòng tay của họ khi thể trạng và tinh thần gần như đã suy kiệt. Trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, chàng nhẫn giả đã chỉ điểm tọa độ căn cứ của kẻ thù cho những người bạn, cùng với đó là trao lại duy nguyện bảo vệ vũ trụ còn đang dang dở. Sau đó, anh dốc hết sức lực còn lại của bản thân để cảm tử lao đến tiêu diệt tên lục giáo đầu Satarakura nhằm mở đường tẩu thoát cho những người bạn của mình. Cũng từ đây, trên chặng đường chiến đấu chống lại Jakanja đầy gian nan, chiến đội nhẫn phong chỉ còn lại 5 thành viên. Không ngoa khi nói, Shurikenzo chính là thành viên mạnh mẽ nhất, góp công lớn nhất trên hành trình của chiến đội nhẫn phong. Khi anh đã dẫn dắt và bảo vệ những chiến binh cuối cùng của hai học viện Tật Phong và Tấn Lôi là nguồn động lực lớn giúp họ gạt bỏ sự cạnh tranh kéo dài hàng thế kỷ để liên minh vì mối nguy trước mắt. Lý tưởng thống nhất các trường phái nhẫn giả tuy ban đầu chỉ là một lời nói dối, nhưng cuối cùng đã trở thành lý tưởng được truyền lại cho các Harikenzo. Để rồi khi sát cánh bên nhau, họ đều tự nhận mình là truyền nhân của trường phái hợp nhất không gian, tiếp nối sứ mệnh giang dở của người đồng đội đã khuất. Dù thế, Shurikenzo lại là người duy nhất đã thất bại trong nhiệm vụ của mình. Vậy mới thấy, con đường chính nghĩa của một nhẫn giả cũng chẳng hề vẻ vang. Đã là nhẫn giả chân chính, thì lòng trung thành với chủ nhân phải được đặt lên hàng đầu. Tất cả công danh hay những mối quan hệ cá nhân đều phải gạt bỏ sang một bên. Đó là lý do nhẫn giả chân chính phải từ bỏ danh xưng, một lòng cống hiến cho chủ nhân với không một chút ngờ vực. Hay như chính những lời cuối cùng của thiên không nhẫn giả rằng: "Tôi không cần biết mình sẽ chết ra sao, nhẫn giả phải từ bỏ nhân dạng, vậy mới xứng danh là nhẫn giả." Thế nhưng một thời gian trôi qua, đã có nhiều bằng chứng thể hiện Shurikenzo vẫn có thể còn sống. Đơn cử như trong tập phim Giao Thoa giữa chiến đội Nhẫn Phong và chiến đội Bộc Long, Shurikenzo đã bất ngờ trở lại thoáng chốc để giúp đỡ cho phe chính nghĩa, rồi lại biến mất ngay sau đó. Thậm chí, anh còn để lại một lời khẳng định rằng, chừng nào hòa bình địa cầu còn bị đe dọa thì anh sẽ vẫn trở lại. Sự kiện này đã khiến không ít khán giả đặt ra giả thuyết rằng Shurikenzo có thể vẫn chưa thực sự hy sinh mà anh ấy chỉ đang mai danh ẩn tích chăng? Còn nhớ cảnh credit cuối cùng của Shuri Harikenzo khi Yosuke cùng những người bạn bước vào một nhà hàng. Bằng một cách nào đó, tất cả các thương dân đã từng bị Shurikenzo giả dạng đều có mặt ở đó, điều mà khiến cho 5 người họ vô cùng phấn khích. Bất ngờ, người chủ nhà hàng đã lao tới và hô lớn: Đây là một chi tiết ám chỉ người này rất có thể là Shurikenzo, bởi anh ấy hay có thói quen chen những câu tiếng Anh vào trong lời nói. Sau này, thiên không nhẫn giả cũng đã được xuất hiện trở lại không ít lần trong các dự án tiếp theo của dòng phim Super Sentai, nhưng là dưới vai trò cameo. Lần trở lại đáng chú ý nhất có lẽ là màn xuất hiện trong tập thứ 43 của chiến đội Thủ Lý Kiếm, ra mắt vào năm 2017. Trong lần trở lại này, thiên không nhẫn giả, dưới tư cách là thành viên của Ủy ban Bảo vệ Danh dự Ninja, đã ghé thăm và huấn luyện cho các chiến binh Ninja. Việc có một chiến binh đã hy sinh nhưng lại được tái xuất trở lại với không một lời giải thích có lẽ đã không quá xa lạ với các fan của dòng phim Super Sentai nữa rồi, huống chi là một nhân vật có số phận bí ẩn như Shurikenzo. Thực tình, có rất nhiều cách để giải thích cho kết cục của thiên không nhẫn giả, nhưng mình nghĩ Toei sẽ không cho chúng ta một câu trả lời cụ thể mà sẽ để cho mỗi khán giả tự lựa chọn câu trả lời của riêng mình về kết cục của người chiến binh này.
Thế nhưng mình tin chắc rằng những giá trị mà Shurikenzo đem lại cho chúng ta không phải đến từ những thuyết âm mưu xoay quanh mà là từ chính câu chuyện của người nhẫn giả này. Tiếp đến là những hình dạng và sức mạnh của Shurikenzo. Thứ nhất là dạng người. Như mình đã nói ở trên, từ 10 năm về trước, Shurikenzo đã là nhẫn giả xuất sắc nhất mà trường phái Tật Phong từng huấn luyện. Vậy nên chưa cần phải biến thân hay còn gọi là siêu nhẫn thuật của anh hẳn phải vượt trội hơn tất cả các chiến binh còn lại của chiến đội. Đáng kể nhất là khả năng hóa trang thượng thừa khi anh có thể dễ dàng khiến cho một người nào đó chìm vào giấc ngủ chỉ với một cái búng tay, sau đó sẽ giả dạng thành họ trong nháy mắt. Thứ hai là dạng cơ bản. Đây chính là hình thái cơ bản khi biến thân của anh thông qua thiết bị Shuriken Ball. Ngay khi hô khẩu lệnh tên cử Shinobi Change thì chiếc huy chương nhẫn giả nằm bên trong quả bóng sẽ được kích hoạt, đồng thời triệu hồi ra bộ chiến phục thiên không nhẫn giả. Thứ ba là hình thái Fire Mode. Khi cơn thịnh nộ của Shurikenzo đạt đến đỉnh điểm, anh ấy sẽ cởi bỏ chiếc áo khoác trên bộ chiến phục và xoay chiếc mặt nạ helmet của mình. Như đã thấy, chiếc áo mà chiến binh này rũ bỏ mang trọng lượng vô cùng nặng, dường như nó đóng vai trò làm vật rèn luyện thể chất cho anh. Nhìn chung, các trang bị của Shurikenzo khi ở trạng thái Fire Mode vẫn sẽ được giữ nguyên. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở phong cách chiến đấu, có phần cuồng bạo hơn đôi chút, đồng thời tốc độ cũng được gia tăng đáng kể. Kế đến là những trang bị vũ khí mà anh sử dụng. Vũ khí chủ đạo của Shurikenzo đó chính là Shuriken Bat. Đây có thể coi là một món trang bị đa di năng. Nó mang hình dạng của một thanh kiếm Ninjato, một biến thể của kiếm Katana với lưỡi ngắn và không cong, thường được sử dụng bởi các ninja. Khi kết hợp với phần vỏ kiếm, Shuriken Bat sẽ trở thành một cây gậy bóng chảy uy lực. Với việc sử dụng món vũ khí này, Shurikenzo có thể thực hiện một số các chiêu thức tấn công đặc biệt. Chiêu thức thứ nhất là kết đồng kiếm nhằm để đóng băng tất cả các đối tượng trước mắt. Chiêu thức thứ hai là giải đồng kiếm, lại dùng để phá bỏ lớp băng mà mình vừa gây ra. Chiêu thức thứ ba là lưỡi kiếm plasma, bằng cách bắn ra một tia năng lượng xanh lá, hoặc cũng có thể là tạo ra một cú chém năng lượng cực mạnh. Chiêu thức thứ tư là hỏa viêm kiếm, dùng để phóng ra một luồng lửa. Chiêu thức thứ năm là thiên không chạm, bằng cách tung ra một cú chém từ trên không. Và còn hai chiêu thức tất sát mà anh hay dùng để kết liễu đối thủ. Chiêu tất sát thứ nhất là thiên bổn kích, bằng cách xoay người như một cơn lốc xoáy và đánh ra vô vàn những quả bóng chảy về phía đối thủ. Chiêu tất sát thứ hai được gọi là phân thân ma cầu, bằng cách ném một quả bóng chảy về phía mục tiêu rồi khiến cho nó nhân lên thành rất nhiều quả bóng. Ngoài ra, Shuriken Bat cũng có thể được sử dụng như một chiếc micro hoặc là cần điều khiển cho cơ khí cá nhân của anh. Và món vũ khí thứ hai mà không thể bỏ qua chính là cây đàn Ninja Misen. Dù bản chất đây là món vũ khí chung của cả đội, nhưng Shurikenzo lại là thành viên duy nhất mà biết về sự tồn tại của nó cũng như sử dụng nó thành thục nhất. Ninja Misen dựa trên thiết kế của cây đàn 3 dây Samisen. Âm thanh do Ninja Misen phát ra sẽ phản ánh trình độ kỹ năng của người dùng. Khi một người mới chơi sử dụng, nó sẽ có âm thanh tương tự như một chiếc đàn Samisen truyền thống. Còn khi nó được chơi bởi một người có kinh nghiệm, chẳng hạn như Shurikenzo, thì nó sẽ có âm thanh của một chiếc đàn điện. Trong quá trình sử dụng, Ninja Misen có thể giúp cho người dùng điều khiển đồ vật bất kỳ. Nhưng một khi được kết hợp cùng các vũ khí của các chiến binh thì nó có thể tạo ra các đòn tấn công sóng âm xé nát kẻ thù. Thậm chí, Ninja Misen còn có thể chuyển đổi sang chế độ súng. Tuy nhiên, chức năng quan trọng nhất của cây đàn này lại chính là việc điều khiển cơ khí Revolver Mammoth. Kế tiếp là thông tin về các cơ khí mà Shurikenzo từng sử dụng. Nếu không tính hai cơ khí chung là Revolver Mammoth và Tricondor, thì Shurikenzo sở hữu một cơ khí cá nhân chính và hai cơ khí phụ trợ. Cơ khí chính của anh là Shinobi Machine Tenkujin, mang hình dạng một chiếc máy bay trực thăng nhưng được tích hợp thêm hai bộ đẩy phản lực ở phía đuôi. Điều này sẽ giúp cho nó có thể bay với một tốc độ rất nhanh. Nhưng nổi bật nhất phải kể đến, đó chính là hai bên thân còn được trang bị 18 nòng hỏa tiễn với sức công phá như một cơn mưa đạn ác liệt. Với chiêu thức thiên không liệt phá, Tenkujin sẽ nghiêng mình để cánh quạt tạo ra những vết nứt ở dưới mặt đất nhằm khiến cho kẻ thù sẽ bị chôn vùi. Ngoài các cơ chế kể trên, thì Tenkujin còn sở hữu khả năng dư ảnh phân thân. Khi cần thiết, chiếc trực thăng này sẽ chuyển đổi sang hình dạng robo với tên gọi là Hisho Henke Tenkujin. Lúc này, bộ tên lửa đẩy sẽ giúp cho robo có thể đứng được ở trên không. Trong chiến đấu, hai lưỡi kiếm ở cổ tay sẽ đóng vai trò làm vũ khí cận chiến. Đôi lúc, nó cũng có thể tháo chiếc cánh quạt ở trước ngực ra khỏi vị trí và sử dụng nó như cách thức của một chiếc phi tiêu Shuriken để công kích kẻ thù khi ở tầm xa. Ngoài việc chiến đấu đơn lẻ, cơ khí này cũng có thể hợp thể với các mẫu gatai khác như trở thành cánh tay của tên cư Senpujin, trở thành hai khẩu thần công của tên cư Gorajin,
cũng như góp mặt trong các hợp thể tối thượng của chiến đội Nhẫn Phong, đó là Tenkugurai Senpujin và Tenrai Senpujin. Khác với hai Gatai là Senpujin và Gurajin, Tenkujin không triệu hồi ra các Karakuribon từ trong khoang ngực mà nó sẽ biến ra các cơ khí phụ trợ từ hai bàn tay robo. Và hai cơ khí phụ trợ mà Shurikenzo đã từng triệu hồi bao gồm Karakuribon số 10 là Spin Bee, mang cấu tạo của một con quay yo-yo và kết hợp với hình tượng của một chú ong. Để triệu hồi ra cơ khí phụ trợ này, Shurikenzo sẽ sử dụng một chiếc huy chương nhẫn giả có ký hiệu của chữ Mawari, có nghĩa là xoay chuyển. Khi được kích hoạt, một quả cầu Karakuribon có màu vàng với mã số là 10 sẽ được tạo ra và nở thành Spin Bee. Chiêu thức kết liễu của nó được gọi là bạo lực hàng đầu. Khi tấn công, Robo sẽ ném Spin Bee dạng xoay tròn vào người của đối thủ thông qua một cuộn dây kéo. Karakuribon số 12 là Catch Spider, mang kết cấu của một chiếc móc vật lộn nhưng được thiết kế theo mô típ của một con nhện. Để triệu hồi, Shurikenzo sẽ sử dụng một chiếc huy chương nhẫn giả có ký hiệu của chữ Ito, có nghĩa là sợi tơ. Khi được kích hoạt, một quả cầu Karakuribon có màu lục với mã số là 12 sẽ được tạo ra và nở thành Catch Spider. Trong trận chiến, Robo sẽ quăng nó về phía đối thủ để bắt giữ, nhằm thực hiện những pha lôi kéo hay là vật ngã. Trong một số tình huống, Catch Spider còn có thể tận dụng khả năng móc nối vào một vật thể bất kỳ. Nhờ vậy, Robo sẽ có thể tung ra các đòn quật lên người đối thủ. Cuối cùng sẽ là những sự thật thú vị xoay quanh nhân vật này. Liệu có bao giờ các bạn thắc mắc là tại sao Thiên Không Nhẫn Giả lại có sở thích nói tiếng Anh? Thực chất, đây chính là một chi tiết tri ân tới đất nước Hoa Kỳ. Bởi dù ninja là những chiến binh có xuất thân từ lịch sử Nhật Bản, nhưng Mỹ mới là quốc gia đã phổ biến hóa hình tượng đó ra toàn thế giới. Chuyện này bắt đầu vào khoảng đầu thập niên 80, khi mà dòng phim Kung Fu đã dần thoái trào ở Hollywood và các hãng phim lúc này cần đến những ý tưởng mới lạ hơn. Và thế là họ đã chọn ninja, bởi Nhật Bản thời đó rất thân với Mỹ và đang nỗ lực quảng bá văn hóa của mình ra toàn thế giới. Cũng chính thức kể từ đây, cụm từ American Ninja dựa theo tên của một bộ phim nổi tiếng năm 1985 đã được sử dụng rộng rãi như một cách để ám chỉ tới những chiến binh ninja nhưng được khắc họa dưới lăng kính của truyền thông phương Tây. Họ thường là những cô cậu thiếu niên trẻ lạc quan và giàu nhiệt huyết, sẵn sàng xông pha trận mạc giữa thanh thiên bạch nhật thay vì hành động bí mật như trong lịch sử Nhật Bản. Đây cũng chính là khuôn mẫu nhân vật của các chiến binh trong Hurikenzo. Từ xưa tới nay, trong tất cả các bộ Sentai mang chủ đề ninja, luôn có ít nhất một chiến binh tri ân tới nước Mỹ. Với Kakuranger là Ninja Black, Ninninger là Star Ninja và với Hurikenzo là Shurikenzo. Shurikenzo là Sixth Ranger thứ hai trong lịch sử, mang màu xanh lá, sau chiến binh Dragon Ranger đến từ chiến đội khủng long. Thực chất, cái tên Kagura Asuka của anh chưa từng được nhắc đến một cách chính thức trên phim. Từ Asuka mang nghĩa là hương thơm, ám chỉ đến câu nói mà Ngự Tiền Đại Nhân đã nói với anh, là dù cho bạn có quên đi tên gọi của một loài hoa, nhưng bạn sẽ không thể phủ nhận vẻ đẹp của loài hoa ấy. Sau này, anh cũng đã đem chính câu nói đó để truyền lại cho các Hurikenzo. Ngoài ra, các thường dân mà được Shurikenzo giả dạng trên phim đều được thủ vai bởi những diễn viên tiền nhiệm mà được đóng chính trong các bộ Sentai trước đó. Ở tập 23, chiến binh này đã giả dạng thành một thám tử kỳ quặc có tên là Kakio Taro. Nhân vật này được đảm nhiệm bởi nam diễn viên Oshiba Hayato, người đã từng thủ vai chiến binh Mega Red đến từ chiến đội điện tử năm 1997. Cũng trong tập phim này, thám tử Taro thật đã đưa cho các Hurikenzo một tấm danh thiếp. Bên trong có ghi dòng chữ Zubato Kaikesu Shimasu. Đây là một sự gợi nhắc trực tiếp tới loạt phim Kaikesu Zubato, một series tokusatsu ra mắt năm 1977, và bộ phim đó cũng có nhân vật chính là thám tử. Ở tập 24, Shurikenzo đã cải trang thành một nhạc công chơi trống taiko. Nhân vật này được đảm nhiệm bởi nam diễn viên Ryuichiro Nishioka, người đã từng thủ vai chiến binh Gored đến từ chiến đội cứu hộ năm 1999. Trong tập 26, Shurikenzo đã cải trang thành một anh chàng soái ca. Nhân vật này được đảm nhiệm bởi nam diễn viên Masakaze Masaya, người đã từng thủ vai chiến binh Mega Blue đến từ chiến đội điện tử năm 1997. Ở tập 28, Shurikenzo cải trang thành một bậc thầy khí công. Nhân vật này được đảm nhiệm bởi nam diễn viên Fuji Toshiya, người đã từng thủ vai chiến binh Fire Red đến từ chiến đội địa cầu năm 1990. Trong tập 34, Shurikenzo đã cải trang thành một anh chàng nhân viên siêu thị. Nhân vật này được đảm nhiệm bởi nam diễn viên Masujima Yoshihiro, người đã từng thủ vai chiến binh Blue Racer đến từ chiến đội kích tẩu năm 1996. Ở tập 35, Shurikenzo đã cải trang thành một nhạc công chơi đàn Samisen. Nhân vật này được đảm nhiệm bởi nam diễn viên Kishi Yuji, người đã từng thủ vai chiến binh Red Racer
đến từ chiến đội kích tàu năm 1996. Trong tập 39, Shurikenzer đã cải trang thành một người đàn ông kỳ quặc khi bị đội nhóm của Yosuke bám đuôi theo dõi. Nhân vật này được đảm nhiệm bởi nam diễn viên Izumi Shuhei, người đã từng thủ vai chiến binh Time Yellow đến từ chiến đội tương lai năm 2000. Ở tập 42, Shurikenzer đã cải trang thành một ông chú câu cá nhằm nghe lén những gì các Hurikenzer đang nói về mình. Nhân vật này được đảm nhiệm bởi nam diễn viên Nomi Tatsuya, người đã từng thủ vai chiến binh Shishiranger đến từ chiến đội ngũ tinh năm 1993. Trong tập 44, Shurikenzer đã cải trang thành một người giao hàng. Nhân vật này được đảm nhiệm bởi nam diễn viên Shishido Masaru, người đã từng thủ vai chiến binh Ored đến từ chiến đội siêu năng năm 1995. Ở tập 45, Shurikenzer đã cải trang thành một người gác đền. Nhân vật này được vào vai bởi nam diễn viên Oba Kenji, người nổi tiếng với hàng loạt các vai diễn tokusatsu vào thập niên 70 và 80 như là cảnh sát trưởng không gian Gavan, Battle Canyon trong series Battle Fever J, hay Denji Blue trong series Denji Man và còn hàng loạt các vai phụ trong nhiều series khác nữa. Và đặc biệt, mỗi khi mà Shurikenzer cải trang thành một thường dân ở trên, hay nói đúng hơn là những diễn viên tiên nhiệm thì sẽ có những manh mối liên quan đến danh tính cũ của họ. Ví dụ như với diễn viên Nomi Tatsuya, anh ấy đã thực hiện màn điệp danh của chiến binh Shishiranger trước khi sử dụng quả cầu Shuriken Ball biến thân. Hay là phía sau chiếc áo của diễn viên Shishido Masaru là một ngôi sao 5 cánh màu đỏ. Đây chính là chi tiết ám chỉ tới vai diễn Ored trước đây của anh ấy. Và Masaru cũng đã thực hiện một tư thế biến đổi quen thuộc, gợi nhớ đến tư thế biến hình của các chiến binh Oranger. Cuối cùng là với diễn viên Oba Kenji, ông cũng đã được thực hiện tư thế biến đổi tương đồng với vai diễn Gavan. Bên cạnh đó, để gợi nhắc tới vai diễn Denji Blue mà ông từng vào vai, Shurikenzer đã tiết lộ món ăn khoái khẩu của anh ấy, hay đó chính là bánh nhân đậu đỏ ăn pan. Và đây cũng là món ăn yêu thích của nhân vật Omedaigoro hay là chiến binh Denji Blue. Thế nhưng không chỉ hóa thân thành các diễn viên tiên nhiệm, Shurikenzer cũng đã từng cải trang thành các chiến binh đương nhiệm với lần giả dạng thành Kabuto Rider trong tập 36, hay Hurricane Yellow trong tập 41, và cả Akaninja trong tập 43 của chiến đội Thủ Lý Kiếm. Trong tập phim tái ngộ 10 năm sau của chiến đội Hurikenzer, cậu bé Tenkai hay đệ tử của Yosuke đã được chiếc huy chương nhẫn giả của Shurikenzer lựa chọn để trở thành tân thiên không nhẫn giả, kế thừa lớp chiến phục và vị trí của anh. Xuất thân, Tenkai là một thực thể đại diện cho sức mạnh của Thánh Ý, thứ mà được sức mạnh tà ý sinh ra sau thất bại của Jakanja ở 10 năm về trước. Số phận của cậu đã được định sẵn là mầm mống gây nguy hiểm cho nhân loại. Thế nhưng với sự chỉ bảo của Yosuke cùng trái tim chính nghĩa được gây dựng, Tenkai đã thành công chiến thắng số mệnh của mình. Sau đó, khi cậu giúp sức với các Hurikenzer trong trận chiến tái ngộ 10 năm của họ, Tenkai đã tiếp tục đi theo sư phụ của cậu và rèn luyện để trở thành một nhẫn giả thực thụ. Việc sử dụng chiếc đàn Ninja Misen để điều khiển cơ khí Revolver Mammoth là một sự tri ân tới chiến binh Dragon Ranger. Khi cả chiến binh này và Shurikenzer đều cùng mang màu xanh lá, cũng là chiến binh thứ 6 và cũng đều điều khiển cơ khí bằng nhạc cụ. Hurikenzer cũng là bộ Sentai ra mắt sau Zyuranger tròn 10 năm. Khi tức giận, Shurikenzer sẽ chuyển hóa cơn thịnh nộ thành sức mạnh và biến thành hình dạng Fire Mode. Chi tiết này là một sự tri ân tới nhân vật Ninja Man đến từ Shurikaku Ranger, khi anh ấy cũng đã sử dụng cơn thịnh nộ của mình để biến thành hình dạng Samurai Man. Vậy là trên đây, mình đã tổng hợp xong về những thông tin của Thiên Không Nhẫn Giả. Đối với mình cho đến tận bây giờ, Shurikenzer vẫn là một trong những nhân vật rất hay và đáng nhớ khi anh đã để lại rất nhiều cảm xúc cùng ấn tượng khó phai. Thế còn cảm nghĩ của các bạn về nhân vật này như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận ấy ở dưới phần bình luận nhé! Và nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh mình nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!